516 nha. 516 là một cây trăm thị hay còn gọi là thị lọ nồi nha. Sống khỏe rồi. Tổng hoành là 80. Cái hoành thân chính đây đo được là 18. Cây cao nha, cao là 95. Bầu ươm hiện tại là 38. 38 nhân cho 38 nha. Cái này nhà vườn xin giao lưu là 1 triệu 2 bao ship luôn. 1 triệu 2 bao ship luôn nha. 516. 1 triệu 2 bao ship cho cây trăm thị này luôn. Cây này đã sống khỏe rồi nha. 516. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn, nếu mình xem offline lại còn ủng hộ nhà vườn luôn nha.